Em tên là Sinh, em thì chuyên vô đồng hồ của Nhật nha. Hôm nay thì em có về cái con đồng hồ để bàn của hãng về Zhong Han của Đức nha anh chị em. Đó. Thì hình Đức con này là full đá luôn. Kích thước là ngang là 30, cao là 18, ha. Chiều rộng như là 10 ha. Đó. Ha. Hình Đức là con này là full đá unit ha, cái màu xanh lục rất là đẹp. Đổi cái màu xanh ngọc rất là đẹp ha. Đó. Có được những cái đường vân rất là đẹp mà. Ha. Con này cũng khá là nặng tay nhanh dẹp, tại vì full đá luôn. Đây bên hông đó nha, này là trước, xin lỗi là bên danh đó. Đó, đây là bên hông đó nha. Đó, cái màu ngọc đá rất là đẹp nhanh dẹp, cái màu xanh xanh đó nha. Đây đó. Đây là phía sau của nó đây. Yeah. Hình thức còn rất là đẹp nha. Này, thì quay với rồi cái đồng hồ đó anh chị em xem cái máy đồng hồ. Đây. Nó đây nó có cái thông tin của nhà sản xuất Zhong Han nè, Made in Germany nè ha. Đó, thì máy của Đức luôn nha anh chị em. Thì em xin lắp vô. Được. Đây ngồi lại đằng trước đó cho chị xem đó. Đây. Thì con này hình thức nó là kiểu như khải hoàng môn nha, có hai cái trụ hai cột hai bên đây đó, toàn là bằng đá hết nha, rất là chắc tay nặng tay nha. Cái mặt đồng hồ nữa đây, cái này là kính mo nha anh chị em, kính là kính mo đó. Cái phay là màu vàng rất là đẹp nha đó. Thì cái mặt đồng hồ do cái thời gian nó hơi lâu thì nó hơi có bụi, có hơi cái những cái xước xước nhỏ nhỏ nha, nhưng mà không ảnh hưởng. Con này là giá trị là ở đá nha anh chị em, xài hoài nó cũng vậy hoài à. Đó. Kích thước ngang 30, cao 18, chiều rộng là 10 nha. Đó. Đây xin quay lại từ từ cho anh em xem ha. Đó. Thì hàng đá là sử dụng là vừa có yếu tố là trưng bày, vừa có yếu tố phong thủy anh chị em. Đó. Đặc biệt là con này cũng rất luôn. Đó. Đó. Rất đẹp, con này nhìn đơn giản nhưng mà sang trọng giá trị nha. Đó. Đây quay lại anh chị em cái dàn đá rất là đẹp luôn. Đó. Đó. Cái màu xanh xanh rất là đẹp. Cái ngọc nó nhìn cũng rất là đẹp nữa, ở ngoài nhìn rất là đẹp nha anh chị em, nhìn rất là sang. Đó. Đây. Nó thì xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ của Zhong Han ha, hình thức là full đá. Đó. Khoảng 98% là đá. Đó. Thì kích thước ngang 30, cao 18, rộng ra là 10 ha. Sử dụng một pin tiểu. Đó. Thì giới thiệu anh chị em là con đồng hồ của Zhong Han của Đức. Để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em.